Hello, anh em đã quay trở lại với kênh Tips JavaScript. Ở video này tôi sẽ trình bày cho các bạn một cái tính năng mới nhất trong Node.js Update tại version mới nhất, đó là 17.0.1. Thì đáng lẽ ra cái tính năng này nó phải triển khai từ rất rất lâu rồi, cho nên nó làm khổ anh em rất nhiều. Các bạn có thấy đấy, trong lập trình của chúng ta đã biết cái reference tới một object định nghĩa. Chúng ta sẽ có sự khác nhau giữa slow copy và deep copy. Slow copy tức nghĩa là khi mà chúng ta copy một object cha, nhưng mà object cha nó thay đổi thì cái object mình vừa copy nó cũng thay đổi luôn. Cho nên nó dính một số trường hợp mà chúng ta bơ ngỡ, hoặc là như nhân mới lập trình thì cảm thấy rất là mông lung ha. Thì cho nên tôi làm rõ cái tính năng này trong Node.js, quả là một tính năng tuyệt vời. Các bạn có thể đọc thêm cái sự khác nhau giữa slow copy và deep copy trong object JavaScript tại trang blog Anostic, là trang chính của tip JavaScript đó. Ok, thì ở trong này tôi sẽ hướng dẫn ba cách, trong cái blog này tôi hướng dẫn ba cách rồi. Thì bây giờ tôi quay lại một cái bài của chúng ta. Đầu tiên á, tôi sẽ sử dụng một cái object này. Một object tôi khai báo là bằng name, bằng Ronaldo. Ok, và sau đó tôi khai báo một cái copy object, tôi gán giá trị cho nó bằng object luôn. Thì chúng ta biết đây là kiểu như slow copy này, tại vì khi chúng ta thay đổi thằng cha, tôi sẽ set name mới là bằng Cavani đi, xê viết khoa cho nó lịch sử, cho nó trang nha. Rồi sau khi như vậy thì chúng ta sẽ copy này bằng, và object sẽ bằng object. Thì chúng ta hiểu sẽ là copy khi mà chúng ta đổi giá trị thằng cha thì cái thằng con này nó cũng đổi luôn, đó là nó tham chiếu đến bộ nhớ của memory trong JavaScript. Tôi chạy lại, bây giờ tôi chạy đi cho anh em. Rồi các bạn thấy chưa? Đáng lẽ là copy là chính là thằng này Rondo, chứ tại sao mà khi mà set Cavani thì nó lại trở thành Rondo? Thì đó là sao, là copy là như vậy, nó tham chiếu đến cái bộ nhớ memory trong cái JavaScript của chúng ta. Đó, cho nên bây giờ cách khắc phục là chúng ta như thế nào? Đầu tiên có nhiều cách khắc phục. Cách đầu tiên, tôi comment nó lại đi. Đầu tiên là tôi sẽ sử dụng này, three dot, tức là ba chấm ạ. Nó cũng được hiện hữu nhiều rồi. Bạn nào chưa biết về three dot thì có thể vô trang Anostic để mà tìm kiếm lại. Bây giờ tôi đầu tiên là tôi fix này, tôi sẽ sử dụng cái này ha. Tôi sẽ sử dụng cái này rồi, ok. Giờ tôi chạy lại này. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy copy nó vẫn là Ronaldo, thằng con đã copy và thằng cha thay đổi thì kệ nó này, không sao cả. Ok chưa? Nhưng đây cũng là slow copy. À, đây cũng là slow copy luôn. Vì sao? Ủa, tôi thấy nó copy đúng rồi mà tại sao gọi là slow copy? Bây giờ tôi lấy dẫn chứng một cái nhá. Tôi có club đây. Anh ấy đã tham gia Juve hoàng nếm, chẳng là Juve này. À, Manu này. Rồi. Tôi sẽ set lại cái object này á, object chấm club. Club chấm name tôi sẽ set bằng ví dụ như là tương lai anh ấy qua Man City đi. À, mặc dù vẫn đau đớn nhưng mà vậy thì sao? Tôi chạy lại một lần nữa. Các bạn sẽ nhìn thấy cái đó, các bạn thấy chưa? Ở cấp đầu tiên là nó cấp này, level đầu tiên thì nó sẽ không copy, sẽ không đổi, nhưng mà level thứ hai thì nó sẽ đổi, tức nghĩa là nó vẫn sẽ là copy, đúng không? Để khắc phục điều này á thì chúng ta đã có bài viết về Toxicization, thì tôi sẽ làm luôn, tôi có mấy cái này tiếp. Thì để mà khắc phục cái level này á thì bạn cũng có thể dùng cách đó là json chấm stringify, bỏ cái object vô
đồng thời bạc luôn, bạc ra đi sớm. Rồi chúng ta sẽ có, bây giờ tôi định vị và tôi chạy này thì nó lại đúng, các bạn thấy chưa, thằng cha nó biến thành Cavani và Man City ha, còn thằng con vẫn là Ronaldo và Manu. Vậy tại sao không dùng cái Jason Baxter với lại Jason Stringify? Thì nó có một cái vấn đề như thế này, ví dụ như tôi bỏ một cái biến đi, ví dụ như là A tuổi đi bằng undefined đúng không, giả sử như vậy thì cái biến này nó sẽ mất này, thằng cha nó vẫn còn giữ nguyên nhưng mà khi chúng ta copy thì cái biến này nó mất đi. Hoặc là giả sử như chúng ta sẽ có ABC đi bằng NAN, not đây rồi, not a number á. Rồi bây giờ tôi chạy lại nha, tôi thử thì cái giá trị nó như thế nào, các bạn thấy chưa, cái file thằng cha thằng con được copy nó sẽ mất hai cái biến này, tức là nó không xác định được kiểu undefined và NAN, ok, mà thằng cha là vẫn giữ NAN, cho nên là có một số trường hợp là chúng ta trả về nó bị lỗi, trả về nó không đúng. Vậy thì bằng cách nào chúng ta xử lý nó như thế nào đây? Và rất may nha các bạn, rất may trong Node.js vừa rồi úp phiên bản lên á 17.0.1 thì nó đã có một cái phương thức để deep copy nó rất là chuẩn luôn. Các bạn muốn update cái phiên bản Node.js lên thì các bạn có thể vào trang Onistic và các bạn tìm kiếm cái bài viết ba cách update phiên bản mới nhất trong Mac, thì nó sẽ sử dụng chúng ta rất đơn giản thôi, ba cách easy game. Rồi bây giờ tôi sẽ kiểm tra nốt của tôi này, version mấy, version 16.13. Bây giờ tôi quản lý sử dụng N thì tôi sẽ cài đặt cái version mới nhất, đó là version 17. Rồi 17 đúng không, version 17 này, V17 quên, sorry, nốt chữ V thì 17 mới nhất. Và chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc này, nó là structure clone. Đây chúng ta sẽ dùng cái phương thức này thuật toán. Bây giờ đã được đưa vào Node.js trở phiên bản mới nhất, bây giờ tôi không cần nữa, tôi chạy lại có copy object sẽ bằng thằng này, đưa cái object vô coi như là xong. Đấy, đó chính là deep clone nhé. Bây giờ tôi chạy lại đi, xóa rồi tôi chạy lại này, node clone. Rồi các bạn thấy chưa, ở đây nó cũng ra này và đây nó cũng ra này ha. Đó là một cái tính năng mà trong Node.js 17 version mới nhất, quả là tuyệt vời. Ý tưởng này tôi xem qua một cái video, có một người bạn thông báo rằng cái tính năng này hay quá, tôi đã thử nghiệm và tôi cảm thấy nó đỡ đần được cho anh em rất là nhiều luôn. Anh em cố gắng nha. Rồi video lần này chúng ta chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trong video này. Nếu mà các bạn cảm thấy hay, cảm thấy có giá trị đối với bạn thì các bạn subscribe kênh và share cho bạn bè. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.